Thưa các anh các chị, là tôi vào quân đội lúc 13 tuổi trở thành chiến sĩ quân giải phóng, và từ 13 tuổi cho đến nay gắn bó với sự nghiệp của quân đội. Mặc dù tôi nghỉ hưu là đến nay là 10 năm, nhưng 10 năm qua vẫn tiếp tục cái sự nghiệp mà Đảng, Bác Hồ đã giao cho quân đội, và nhiệm vụ của tôi vẫn tiếp tục, bởi vì tôi là chuyên gia trong ban chỉ đạo 35 của quân ủy trung ương. Hôm nay chúng ta gặp cái nhóm mà tên mà là cái tên rất là hay, rất là chính xác, nhóm chống diễn biến hòa bình. Vì sao có cái nhóm này? Bởi vì kẻ thù của chúng ta đang ngày đêm tiến hành diễn biến hòa bình chống phá chế độ. Xong đáng lo nhất ấy, báo cáo với các anh các chị, diễn biến bên ngoài thì nó ra đời từ năm 46-47. Cái diễn biến hòa bình này nó luôn luôn tìm một cách để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của các nước, không chỉ riêng ta. Ngay tháng ngày 2 tháng 2 năm 2003 này, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết với tên gọi là lên án tội ác của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, và nó neo tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, và thậm chí những nước không phải là xã hội chủ nghĩa, tôi nói ví dụ như Venezuela, Bolivia, Nicaragua, hay là nước Nga hiện nay không phải là xã hội chủ nghĩa, nhưng nó vẫn ghét vào đó là những nước xã hội chủ nghĩa, và nó phủ lên đầu của những nước đó tất cả những cái nó bịa đặt ra, và thậm chí những cái chính nó gây ra, nhưng nó đổ tội ác đó lên đầu của các nước đó. Như thế để chúng ta thấy là nó chấm suốt từ khi chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống cho đến nay. Xong Lenin đã nói không ai có thể làm sụp đổ sự nghiệp của họ, nó không phải chính họ tự làm, những người cộng sản tự làm sụp đổ sự nghiệp của mình. Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng đã từng nói với kẻ địch chúng ta không sợ, nhưng mà sợ nhất là những đảng viên thoái hóa vô chất, và chính họ nhân dân gì vào đó, nói đó là đảng, và khi dân đã mất niềm tin vào đảng, đảng cũng không thể lãnh đạo. Như thế để nói rằng sự nghiệp cách mạng sẽ không còn, cái lo nhất của chúng ta chống diễn biến hòa bình nhưng mà chính là chống cái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của chúng ta. Thế nhưng cuộc đấu tranh trong nội bộ là hết sức khó khăn, hết sức phức tạp, thậm chí nó không thể tưởng tượng được cái phức tạp trong đấu tranh trong nội bộ của chúng ta. Các ông chỉ biết nó rất phức tạp và rất khó khăn, không đơn giản tí nào. Và như vậy anh em của chúng ta cũng phải biết cái khó khăn, cái phức tạp đó, để lường hết. Dù khó khăn hơn nữa, chúng ta vẫn kiên trì, vẫn tiếp tục đấu tranh. Để làm gì? Để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cái mà dân nam dân nói. Biết bao nhiêu đồng liệt sĩ, biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta đã ngã xuống, để cho có ngày hôm nay độc lập, tự do, dân chủ, chúng ta đang hướng đến cái công bằng, cái văn minh và cái giàu có. Nhưng mà mùa cái công bằng, văn minh và giàu có đó không có ý nghĩa gì khi chúng ta không còn chủ nghĩa xã hội, có nghĩa rằng thành quả cách mạng bị phế bỏ, thì mùa cái đó không có ý nghĩa gì cả. Bác Hồ đã nói chỉ có chủ nghĩa xã hội thì đất nước chúng ta mới giữ được độc lập, không phải chỉ là lời của Hồ Chí Minh mà nó là quy luật tất yếu của đất nước chúng ta. Nếu chúng ta không giữ được chủ nghĩa xã hội thì đất nước này không bao giờ được độc lập. Vì sao mà? Vì chỉ có chủ nghĩa xã hội ấy, mới làm cho Việt Nam đứng vững trước phong bao bão táp. Còn nếu không có chủ nghĩa xã hội, chúng ta sẽ đứng về một bên, đứng về một phía. Mà ngay cả Nhật, ngay cả Pháp, cả Đức, cả Anh, những nước giàu có như vậy cũng không có độc lập thực sự qua chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga để chứng minh điều đó. Cho nên hôm nay rất là vui, rất là xúc động. Tôi muốn nói đây và muốn nhắc với các bạn rằng, cũng nhắc lại với tôi rằng, chúng ta tham gia đấu tranh để bảo vệ chế độ này, đặc biệt đấu tranh trong chống tự diễn biến tự chuyển hóa, là đấu tranh trong nội bộ
Do đó chúng ta phải hết sức bình tĩnh, hết sức kiên trì, phải có kiến thức và có hiểu biết, và đặc biệt thận trọng khi chúng ta gõ bằng phím mỗi chữ mỗi câu trên đó, là hết sức đồng cho đúng. Những phương pháp không đúng chúng ta sẽ không thành công. Và xét cho cùng, chúng ta chỉ là một lực lượng để hỗ trợ, để tạo ra dư luận, còn quyết định đó là sự lãnh đạo của đảng. Đảng lãnh đạo mới sự nghiệp cách mạng mới thành công. Cho nên chúng ta làm một việc đó để tác động với trên, để trên nhìn nhận ra vấn đề, để thấy được những cái khó khăn, những cái phức tạp, để lãnh đạo đất nước của chúng ta giữ vững thành quả cách mạng và tiếp tục định hướng xã hội chủ nghĩa. 40 cái mà đại hội lần thứ sáu đã xác định, lần thứ bảy đã khẳng định, cho đến nay tuy có lúc nhắc lại, tuy có lúc không nhắc lại, nhưng 40 cái đó vẫn còn hiển hiện. Một là chế chính xã hội chủ nghĩa, hai là tục khảo xã hội và kinh tế, ba là diễn biến hòa bình, và bốn là suy thoái thố hóa nhân cách trong nội bộ của đảng ta. Đây, 40 cái đó đến nay tuy có những cái ví dụ như là tốt hậu xa hơn kinh tế thì chúng ta có bước vươn lên mạnh mẽ, nhưng còn 30 cơ đó vẫn còn nhiều cần tác động mạnh mẽ vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Hôm nay được gặp anh Lê Thái Bê, gặp anh Nhất Phương, gặp anh Khắc Nhu, gặp anh Thanh Hoa, gặp chị Chí Nghĩa, gặp các anh các bạn, tôi rất là vui và xin cảm ơn anh Trần Lê Hoàng Nam đã tổ chức buổi gặp mặt này, đã mời tôi dự. Xin gửi đến tất cả các anh các chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc cho gia đình của chúng ta nhiều sự yên ấm, bình an và hạnh phúc, và chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay vui vẻ và tràn đầy nghĩa tình đồng chí, và tiếp thêm sức mạnh để chúng ta có niềm tin để tiếp tục chống diễn biến hòa bình trên những vực tư tưởng văn hóa. Xin cảm ơn anh Nam và cảm ơn tất cả các anh các chị.